Nếu mà chưa lập gia đình nhưng có đang trong mối quan hệ hẹn hò mà quan hệ nam nữ một với người đó thì có phạm giới tà dâm không? Quý vị sẽ không phạm giới nếu thứ nhất là tuổi tác phù hợp với pháp luật Việt Nam. Cái thứ hai là cha mẹ hai bên đồng ý. Cho nên nếu như cha mẹ hai bên đồng ý thì không vấn đề gì. Còn cha mẹ hai bên mà không đồng ý thì phạm giới. Ha.